Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình và phương án thiết kế tổ chức giao thông khi xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thành phố có tuyến đường đi qua. Để phát huy tối đa hiệu quả dự án đường nối hai cao tốc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hài hòa với lợi ích nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải đề xuất phương án tổ chức giao thông, lắp lưới chống chói, tiêu phản quang trên trụ giải phân cách, không bố trí làn xe thô sơ, xe máy trong đường chính, bổ sung các cầu vượt để đảm bảo an toàn giao thông như cầu vượt tại thôn Tượng Phước, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xây dựng hai đảo tròn quay đầu tại cầu vượt nút giao thông quốc lộ 38 mới, xây dựng cầu vượt trên tuyến đường DH70 thuộc địa bàn xã Nhân La, huyện Kim Động, cầu vượt dân sinh thuộc địa bàn thôn Xuân Điểm, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, cầu vượt đường tỉnh 377 mới và cầu vượt quốc lộ 38 đoạn qua xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Hội nghị cũng nghe Sở Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn báo cáo về phương án thiết kế xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế xã hội dọc sông Hồng, nhất là các vấn đề về xử lý đất yếu trên toàn tuyến. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản đồng ý với các đề xuất của Sở Giao thông Vận tải đối với phương án tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường bộ nối hai cao tốc. Riêng đối với phương án làm cầu vượt tại điểm qua xã Nhân La, huyện Kim Động và cầu vượt đoạn qua quốc lộ 38 thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, đồng chí yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thẩm định đánh giá lại phương án khi triển khai phải đảm bảo an toàn giao thông, tính mỹ thuật, đặc biệt phải trên tinh thần tiết kiệm. Về phương án thiết kế xây dựng đường di sản và giải pháp xử lý nền đất yếu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, các huyện, thành phố, nơi có tuyến đường đi qua và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu sao cho dự án phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và sớm có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.